Xin chào tất cả các bạn. Mình rất vui khi biết được các bạn đang theo dõi cái video tiếp theo nữa mình. Thì lúc này khi mà cửa cống vừa mới ra thì các chiếc ghe đang di chuyển với tốc độ nhanh để tiến vào cửa cống nha các bạn.
chiếc xe lớn lớn này cần phải di chuyển chậm lại để tránh va chạm tới cái cống như bạn.
Lúc này thì mực nước ở bên ngoài cửa cống đang dâng lên nên áp lực nước đã đẩy cống đóng lại các bạn.